Rồi, chào bà con. Thì hiện giờ Hùng đang ở vườn của chú Đức ở Tâm Bình, Vĩnh Long. Đó, thì hôm Mang nay thích Vĩnh Mang Long. Thích Vĩnh Long. Thì hôm nay là đây là cái vườn trái mà bên đội ngũ kỹ thuật Vinfarm Farm đã hướng dẫn cho chú làm cái xong một cái mùa trái. Thì bà con thấy đó, cây thì nó cũng còn một số trái nó chưa có xong. Còn những cây bên này là mình đã vừa ăn trái xong đúng không chú? Đó, thì bây giờ là con sẽ hướng dẫn cho mình là cách tỉa cành tạo tán sau khi mà thu hoạch, nó cắt bỏ bớt những cái cành mà hồi xưa là nó mình chưa có hoàn thiện trong cái giai đoạn đầu tiên. Thì bây giờ là sau khi thu hoạch đó, thì bắt đầu mình tới cái bước là phục hồi cây và rửa vườn đó. Thì con sẽ hướng dẫn cho mình là cách cắt bỏ đi những cái cành vô hiệu để giúp cho cái cây của mình nó phát triển tốt hơn đó. Thì bây giờ con sẽ cắt đó. Đối với những cái cây này đó, những cái nhánh này cây của mình hồi xưa là nó quá gập, do mình trồng xen canh với cây dừa đó, thì nó tọt lên nhiều, nhánh nó mình nó chưa có bự. Thì bây giờ con sẽ cắt bỏ đi những cái cành vô hiệu á, để cho cái cây của mình nó nuôi những cái cành tay cái nè, cho nó bự lên đó. Đặc biệt như cái cành này là cái cành cành ấp thân nè đó, mình sẽ bấm bỏ nó đi để cho cái Nhá. phần thân trên nó nở Nó ra. đây nữa đây phải không? Dạ đúng rồi. Cây của mình là tại vì lý do là do nó rập quá nên cái nhánh nó túm lên, nó nhiều Nó không chịu đó, nó bẹt không chịu bẹt ra. Nhưng mà sau khi mà mình đó sau khi mà mình chặt phá bỏ như cây dừa đi rồi, thì sau này cái nhánh của mình nó sẽ nở ra đó. Rồi mình bỏ đi những cái cành tăm đó, cành này là cái cành đực nè, mình bấm bỏ đó. Đặc biệt á, là cái chú nhớ giùm con á, là một cái giai đoạn này á, là sau khi thu hoạch hay là mình cắt tỉa cành tảo tán gì cũng vậy, là mình sẽ chia ra nhiều lần cắt, chứ mình không cắt một lần một mà hết toàn bộ cái cây của mình. Mà nó mất lá mất nhánh nhiều quá nó sẽ mất sức, nó xì. Thì mình sẽ chia ra làm hai lần cắt, hai giai đoạn cắt để cho cái cây của mình nó phát triển tốt hơn đó. Thì bây giờ thì trước hết á, là đối với cây mít này đi, thì mình cắt mình đứng dưới đất mình cắt sao lên hết cái giới tay mình thôi là ngưng đó. Rồi để sau khi mình chăm sóc phân bón phục hồi trị nấm bệnh cho cây đó, đặc biệt là sau khi mình cắt á, là mình sẽ xịt hàng siêu giáp liền cộng chung với là cái chai sâu bọ nhện, để thứ nhất là nó ngừa con sâu đục thân, nó tấn công vào cái vết cắt. Cái thứ hai là cái chai siêu giáp nó sẽ làm khô nhanh cái vết bệnh, nó là khống chế lại nấm phẫn nó tấn công vào cái đường vết cắt của mình. Thì mình sẽ làm như vậy. Đây, mấy cái nhánh này thì mình bỏ nó đi, xà quá. Cành tăm đó. Đây, dưới cành này nè chú. Đây đây là một cái em cắt cành tâm này xong. Đây, cành này là cành ốp thân nè. Cành ốp lên nè, mình sẽ đó, mình cắt luôn cho nó nở những cái nhánh này ra. Đây, cành này. Đó. Cành tâm. Mấy cành tâm nhỏ nhỏ này bắt đầu là mình cũng bấm luôn để cho bắt đầu nó nuôi cái cành tay này cho nó bự lên. Đó, như cái nhánh này vậy là được. Còn bắt đầu mình xây qua cái khu vực bên này. Đó. Bỏ cành này cành tâm nè. Đây. Cành tâm. Đó. Ba cái cành tâm này thôi. Không có cành ốp thân thì mình không cắt. Ha. Còn như cành này cũng vậy. Đây, có nó có một cái cành ốp thân thì mình sẽ bấm bỏ thằng này, để cho nó nuôi cái phần cành này nó lớn lên, và cành này nó sẽ đi ra ngoài xa, nó tạo thành cái cành cái cho mình. Còn cành nó đi lên nó ốp lên thân thì nó cành này cành vô hiệu, sau này nó cũng không mang trái được đó. Bấm rồi, qua bên này, cành này là cành đực đó, cắt rửa bỏ luôn. Cành này chú không cắt nó cũng sẽ chết, lý do là nó đã mang một cái cuống trái ở chỗ này rồi. Cái này nó sẽ thành cái cuốn, bây giờ cái đậu ngoài mình thấy nó vàng đúng không, thì mình sẽ cắt nó trước luôn, bỏ luôn đó. Đây cũng có một cành ốp thân ốp lên như vậy, bấm luôn đó. Như vậy là đã xong một cái giai đoạn là rửa cây rồi, rửa vườn cho mình rồi. Bước bao này nhiêu ngày sau là mình quất cái phần trên, khi cây của mình nó đã phục hồi được ra được một cho tới hai cây đọt thì bắt đầu mình sẽ làm tiếp. Trước khi giai đoạn mình chuẩn bị làm bông 1 tháng, cái cho cái mùa vụ mới là 1 tháng. Dụ như tháng 4 mình làm
thì đầu tháng 3 mình sẽ rửa vườn lại một lần nữa. Bấm lần nữa. Dạ đúng rồi. Rồi còn đối với cây này con sẽ cắt cho mình thêm một cái cây nữa để mình sẽ dễ tìm hiểu hơn đó, sau này mình sẽ cắt cho nó đạt chuẩn. Thì như ví dụ như cây này đi, cành tâm này thì mình sẽ cắt bỏ là nó sẽ chắc rồi đó. Còn như cái cành này đây, cái cành này nó cũng không ăn trái được nè, mà nó dướng với cành này đó. Đó cắt cái cành này đi cho cái cành này nó đủ ánh sáng nó nở ra. Là nó cái đó mà cũng phải dạ. Sáng đó bị nó gần với nhau á, mình chia cái tàn với cái nhánh nó ra cho nó đều, thì cái cây của mình nhánh nó lớn thì nó sẽ mang được cái cuống trái lớn, thì năng suất sau này cái trái của mình nó sẽ bự, nó sẽ cao hơn. Còn như để cái nhánh nhỏ quá, cành này đây là cành ốc thân nè, đá chứ đang theo gì cành ốc thân này mình cắt đoạn nào mới là ngon nhất? Cắt ngay đây à. Cắt ngay chỗ này nó để cho nó nuôi cành này, cắt luôn đoạn này được không? Dạ đúng rồi, con sẽ cắt ngay chỗ này nè. Không, cắt ngay chỗ này thì nó cái phần bên này nó sẽ bị lép à. Còn bên này nó đang có cái nhánh này nó đang đi qua bên này nè à. Khi mà mình cắt cái thằng ốp thân này nó sẽ nuôi cái cành này và nuôi cái cành này cho nó bự lên à. Đó thành cái cành mang trái. Như cành này thì chú Đen thấy cái khung ở trên nó bị gập không à. Còn cắt cái này ra ở trên kia nó thông thoáng lên liền à, là bắt đầu những cái cành ở trên nó sẽ nở ra à. Nó nở cành ra. Như cành này cắt thêm được không? Không, cành này không cắt, cành này nó vẫn còn lớn à. Đó thì mình giữ nó lại. Cành này cũng vậy, cành này nó đang ốp thân nè à. Mình bấm ở đây để cho nó trống cái bề ở trong này, bấm ở đây đó, bắt đầu nó sẽ tập trung vô nó nuôi mấy cái cành này đó. Cành tâm này thì mình bắt buộc phải cắt rồi, như cái cành này con cắt luôn nè à. Không giữ địch đó. Rồi cành bơi đáp đó. Những cái cành này cành xà quá, mình bấm bỏ luôn. Mình bấm một lần như vậy đó là nó vừa đủ thôi, không bấm quá nhiều lần. Như cái cành này nó cũng là cành ốc thân nè, ở trên này nó cũng có nhánh ốc thân, nhưng mà chú đã cắt rồi đó, nhưng mà nó gần với phần này quá, mình cắt bỏ luôn này để nó nuôi toàn bộ cái nhánh này cho nó mau bự đó. Rồi tới đây thôi, tới cái giới tay của mình thôi. Đó, cái cành này thì mình có thể bấm trước luôn nè, tới dưới tay mình là bắt đầu mình ngưng. Đợt kế tiếp, bắt đầu mình sẽ bấm tiếp. Mình không có bấm một lần mà quá nhiều. Mà nó lại đợt kế tiếp là đợt còn sao? Là tới chừng nào mình làm trái hả? Đợt mình bấm tỉa cành kế tiếp là cái đợt là ví dụ tháng 4 mình làm, mình sẽ bấm trước nó một tháng là tháng 3. Rồi. Đầu tháng 3 mình sẽ bấm rửa cây thêm một lần nữa cho nó thông thoáng. Đó, mình xịt ngừa. Trước một tháng là bông. Dạ, trước khi một tháng là bông. Đã bắt đầu mình tỉa tiếp trước giùm con đó, là cái cây của mình nó sẽ đạt được cái cành nhánh này kia, nó nuôi, nó tập trung vô. Khi mình cắt bỏ như vậy thì nó bắt đầu là nó sẽ tập trung dinh dưỡng vô, nó nuôi những cái thân cành cái nhánh của mình cho nó bự. Còn mình để nhánh bơ, nhánh tâm và cành đực nhiều quá thì nó sẽ cạnh tranh với nhau đó, thì nó làm cho cái cây cái mình cái nhánh của mình nó bị ốm. Khi nào mình muốn hết cái đọt xuống cho nó ngắn lại, nó lượt phượt cái trên đó, là mình tới lúc nào, giai đoạn nào? Cái đọt giai đoạn này, ví dụ như mình cắt cái tầng này đi à. Thì mình có thể bấm luôn cái tầng ngọn, nhưng mà không bấm tầng giữa à, đó, cái tầng giữa mình giữ lại. Nhưng mà mình bấm nhiều quá thì cái cây của mình nó bị sốc, nó đang trong giai đoạn phục hồi ừ. Mình với lại là mình mới vừa ăn trái xong nữa ừ. Thì mình không nên bấm quá nhiều. Đó, như mình bấm y can như con hướng dẫn là được. Dạ. Thì bắt đầu là sau khi là mình phá cây dừa ra, rồi cây của mình ăn xong phục hồi, bỏ đi những cành tâm, cành rác, thì cái cây của mình sẽ phục hồi lại rất là nhanh. Đó, rồi nó làm cho cây của mình nó nở cành, nở nhánh. Thì sau này cái mùa kế tiếp là cái cây của mình nó sẽ mang được cái chất lượng trái tốt nhất. Cuốn trái bự, trái to, đó, nhánh to thì năng suất nó sẽ cao. Đó, rồi sau khi mình cắt tỉa cành tảo tán xong là chú quay lại là xịt siêu giáp cộng chung với chai sâu bọ nhện giùm con. Ở bên dưới mình vẫn phải sử dụng cái bộ siêu phục hồi để cho cái cây của mình nó phát triển bộ rễ, là phục hồi bộ rễ cho nó mạnh lên đó. Rồi bộ đọt nó đi thì khi mà cái bộ đọt mình nó đi nó mạnh rồi đó, thì mình quay lại mình sử dụng cái bộ siêu dưỡng cây giùm con đó. Rồi trong cái giai đoạn phục hồi mình tưới cho nó hai lần phục hồi đi, rồi mình sẽ quay lại rải cho mỗi gốc là 200 gram hắc kim nữa để hỗ trợ kích thích cho cái bộ rễ mình phát triển mạnh, bộ đọt phát triển mạnh lên luôn, thì cây của mình sẽ phát triển tốt. Bên trên lá thì mình sẽ xịt cái thằng kéo đục mít,
cộng với siêu amino, cộng với thằng rồ combi táo đỏ đó, rồi mình kết hợp với thằng sâu trầy nhện cộng. Ủa, chung luôn mình kết hợp cho sạch. Rồ combi táo đỏ nó mùa mới ra nữa hay gì? Dạ cái này cũng lâu rồi chú. Dạ giờ tao dạ rồi thì đó là những cái hướng bước hướng dẫn đầu tiên của con để cho mình phục hồi cách để mình rửa vườn thôi, cho một cách tốt nhất để cho các em mình phát triển tốt trong giai đoạn này. Rồi từ những giai đoạn kế tiếp thì con sẽ hướng dẫn cho mình tiếp những bước tiếp theo để cho mình làm cho cái cây trên vườn mình nó được năng suất và cây mình tốt nhất. Ví dụ như giờ cái cây